16 tháng 12 này, hãy sẵn sàng trải nghiệm âm nhạc thượng hạng với siêu nhạc hội được mong đợi nhất năm. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Không gian lộng lẫy, sân khấu hoành tráng. Tinh hoa hội tụ. Nghệ sĩ đỉnh đẳng cấp. Đốt cháy sân khấu. Chạm thẳng vào tim. Một đêm duy nhất. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Còn chờ gì nữa mà không truy cập vào VSAP từ ngày 3 tháng 11 để trở thành người đầu tiên sở hữu vé sớm nhất. UOB vì bạn và mọi điều bạn yêu. Còn bây giờ sẽ là một nhân vật rất là đặc biệt. Nếu như ai tin vào tình bạn thì không thể không biết cặp đôi bạn bè này rất thân. Dĩ nhiên hôm nay chúng ta chỉ gặp một trong hai mà thôi. Hãy yêu tôi bây giờ với phần kết hợp của Tích Kỳ và bản thân Hiếu thứ hai, Hurricane. Cánh tay của tất cả mọi người đâu rồi? Giơ thật cao lên nhá. Tích Kỳ. Chào tất cả mọi người. Nhà khang trang công việc nơi tập đoàn. Có thể không còn thấy được nhau như lúc xưa bận hàng. Ngày mà lá thư giấy đã chờ đến sáng hôm nay. Đến thằng trao tận tay dấu kỹ trong hộp ban. Thì khoảnh khắc đó mới chính là trang âm vang. Nhận ra sự ngắn ngủi của một vòng tuần hoàn. Nước mắt mẹ trên mỗi kỷ vật vào mỗi khi ngày dân tan. Luôn cuộc đời đề xuất cho một đời người là 60 năm. Chỉ để thâm nghĩa của bốn chữ nhân vô thập toàn. Xem đó làm tiếng chim hót cho những lời khen chưa thật. Và hào quang cũng chỉ là sáng bây giờ của trời chưa chậm. Giữ trong tim từng giọt nước mắt những lần quặn đau. Chỉ để tươi mát cho những chặng sau của tháng ngày được đây mang một cơn mưa ngâu. Vẫn cứ đi trên con đường dù không hay là trong bao lâu. Cả là sẽ rất khó để ra biển lớn từ trong ao sâu. Xin cho tôi tình yêu để ôm niềm tin mà bước tiếp. Tay đâu. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói. Rồi chúng ta ai cũng sẽ yêu nhau. Nhìn nhau thật lâu đi trước khi vô chiếc cơn mơ. Được chào đời bàn tay trắng và lề đời đồng ngây ngắn. Xin thứ tha cho những buồn về đã vô tình va vào nhau bằng lời cay đá. Xin hôm nay hãy cứ yêu đi. Yêu tôi như khi tôi mưa bên trong ngăn ví mà không chia ly. Ôm tôi như khi ôm TV cả ngày giờ. Biết đâu mai đây mắt sẽ mở và mắt chỉ nhanh đi. Và cứ khóc nếu vẫn thấy cả đau. Đừng cố đun nên nước mắt mày để tôi lau. Trước ngày mắt nhắm lại bao giúp này có hề lúc lấy cho dù chỉ một người giỏi theo sao. Lời yêu thương cho tôi nói vào đầy tai. Hồn tôi lên theo bánh khói một ngày mai. Say what? Nhiều ưu điểm sẽ dễ lọt vào mắt người ta. Nhưng một khuyết điểm cũng không có chỗ cho một cái nhìn qua. Như biến ẩn giữa hai vế tôi vẫn đang cố cân bằng. Và chỉ có sống chân thành là câu trả lời trong phương trình đầu ra. Tại sao số 10 là dấu X vào thời kỳ La Mã? Hay để mai em chỉ nhận là chính là tối đa. Bằng mọi kết quả trong ngần ấy thời gian qua. Chỉ để ta biết không một thứ trên đời là hoàn hảo cả. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày
người có yêu quý. Lên tất kỳ cũng như là Hurricane. Can you make some noise? Everybody make some noise. Cảm ơn anh. Một tràng vỗ tay cho Lê Tích Kỳ ạ. Một tràng vỗ tay nữa cho Hurricane đúng không ạ? Đáng lẽ cuộc sống sẽ không thể thay đổi nhiều sau bao đêm được công chiếu. Vài ngàn bình luận cho đến khi đã thoát ra thì mới giật mình nhận ra là mình đã đọc không thiếu. Người thì nói là không hiểu, người thì nói là trong tếu, người thì nói là rap chán, nghe như đang đọc văn điếu. Nghe cũng bình thường mà, vậy mà nói là năng khiếu. Dựa hơi người khác làm nên ca sĩ rap hay đang giảng đạo lý vậy? Im lặng mong là quên đi. 16 mét vuông một điện thoại cùng một TV, ngắt wifi và liên tục overthinking. Nghĩ mình sẽ thất bại nên phải đọc thêm một câu bình nữa. Nghe trên nó đi. Năng lực như vậy mà đời xóa mi. Không biết mình đang đi lúc đó đang nghĩ gì. Không biết Andre lúc đó đang nghĩ gì. Và không biết Mirai lúc đó đang nghĩ gì. Chín người thì mười ý, cũng không biết phải lắng nghe ai và cũng không biết phải đáp trả ai. Bài này coi như là một công đôi việc vậy. Hả? Tay đâu? Đứng trên đây cũng đã chứng minh cho chính mình thôi. Còn chỉ bước lên stage họ đã hét tên anh ra mà còn. Giờ nói thân chi cũng chẳng khiến cho anh paranoid. Chẳng nhiều thời gian nên phải chạy nhanh vào phân tân ra làm đồ. We take it higher, my go the way going up. Ba ngày ôm mơ sẽ bay cao, ôi. Tên đặt ngang với những ngôi sao, ôi. Bây giờ không còn là chim bao rồi, ôi. Hands up. Cứu những kinh tế mà giờ mang rap đi thì ra đừng không ngờ thằng con sắp thành celebrity. Giờ cũng đã biết phải đổi tiền để làm chi. Một là cho mẹ thôi nghĩ, hai là kiếm VND. Không cần đưa CMND vì đã có trên wiki. Em là Google anh làm được hai việc như CV. Kết nối với thế giới ngoài kia bằng giọng nói và khiến tất cả phải hát theo như karaoke. Thành công hay không made a plan on my circle. Tay làm hàm nhái biết tương lai không phải mơ hồ. Coi là thất bại 30 giây sẽ quảng cáo là truyền lại như trong game. Tên này xây lên những cơ đồ. Cũng không thể biết rằng là mình sẽ làm được. Nhưng vẫn phải tiếp tục miệt mài và hăng say. Cho đến hôm nay cũng đã nếm được vị của medium rare. Cô bé cũng bằng tay. Qua cái thời mà xin fit. Rap name có thể không một ai biết. Ngôi sao gì đó có impact khi chỉ mới nghe thấy một verse đến tâm huyết. Lời viết là ngắt từ trong lòng nên không cần mới lạnh bằng trong phòng. Đơn giản chỉ là để tiết kiệm điện. Lý do chính mới là để making. Còn chưa bước lên stage họ đã hát tên anh ra mà còn. Giờ nói thậm chí cũng chẳng khiến cho anh paranoid. Trong nhiều thời gian anh phải chạy nhanh vào phân tâm đó làm đồ. We take it higher, make all the way going up. Ba ngày ôm mơ sẽ bay cao, whoa. Tên đặt ngang với những ngôi sao. Bây giờ không còn là chim bao rồi. Bước vào cùng lời chào với cuộc chơi. Nghĩa hơi thở dài phải dòng đồ đi khỏi nơi này. Kim cương với vàng đầy trên bàn cũng đã hơi đầy. Dâu Hurricane cả vương miệng mày đánh đơn này. Vì tao đã biết mày sẽ là ai từ xưa chỉ cần cước. Ai có cho bác như ngày mưa 3 năm trước. Và tiền thế muốn biết là thí sinh của những mùa sâu sẽ nhìn anh như thế nào. Tôi quay cách 2-30 thứ một con đường Việt. We conquer. Vì đồng hồn không dừng lại như là công tơ. Cả nhà hỏi tại sao mày rap trong lúc mày đang ngủ. Để thức dậy con được sống như trong mơ. Không mất thời gian đâu. Viết hết vào nhạc giống như cách mà anh than sầu. Đưa anh ra đi thì anh đứng như trên trang đầu. Bởi vì ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Những câu chuyện nào sâu nói và cái giá của sự sang dầu. Chỉ sâu lần đầu khi lên sóng. Việc kinh doanh của mẹ khác ngay. Mà đó thì chỉ là mới rap. Mọi người còn chưa biết anh hát hay. Cứ bị gọi là rapper đẹp trai. Khi chậm nghe thì không mà mắt thấy. Đẹp trai đúng, nổi tiếng đúng. Nhưng mà tụi anh đã hay. Còn chưa bước lên stage họ đã hét tên anh ra mà coi. Giờ nói thậm chí cũng chẳng khiến cho anh paranoid. Chẳng nhiều thời gian nên phải trải nhân vào phân thân ra làm đôi. We take it higher, make all the way going up. Bao ngày ôm mơ sẽ bay cao, whoa. Tên đặt ngang với những ngôi sao, whoa. Bây giờ không còn là chim bao rồi, whoa. Whoa. Một công đôi việc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tiếp theo một công bài chung của rap Việt, SMO Lưu Quyết. Yeah. Alright. Uh-huh.
Mang tính nhớ nhớ in những ngày đầu tiên tay cầm viết. Ngày kỹ năng còn chưa thông thục nhưng luôn mang một trái tim rất thuần khiết. Ngày niềm vui cũng chỉ đơn giản là khi thật flow trên một con beat. Cũng chỉ mong muốn được biến giấc mơ mà ta hằng mơ được sang phần tiếp. Quần thục và áo phong, trên đầu là snapback, bên trong là chất ngon, còn miệng lúc nào cũng rap rap. Anh em trên phố đông gặp nhau là swag swag. Battle rap freestyle mỗi khi bật beat lên như là thoát sạc. Ayo, what's up, 1, 2, 1, 2. Đây là những âm thanh ta thường nghe thấy ở trong khu. Lượn quanh mấy forum nhạc rap tìm thấy mấy thằng bạn chung gu. Mỗi thằng một nơi khác nhưng luôn kết nối với nhau ở trong stu. Shout out cho những người đi trước vẫn còn đang bước trên con đường dài. Shout out GPR, sau say rap shout out cho tất cả những huyền thoại. Shout out cho những người ở lại và shout out cho người ra đi. Shout out cho anh Khanh nhỏ, shout out cho anh Thái Big G. We had journey, I follow my dream, I'm not on worrying. People say my life won't work easy. Sometimes we laugh, sometimes we cry, I'm lonely. I know it's a hard time. I know it's a hard time. Còn nước là còn tác, còn ước mơ là còn rap. Nếu hip hop là một dòng chảy vậy thì ta vẫn đang còn khác. No beef, no drama, tạm gác hết lại những khác biệt. Chỉ còn lại với tình yêu và cùng nhau ngồi nâng ly chút rap big. Lòng đã bước ra, sau bao nhiêu năm tháng mà con trai phải lướt qua. Không có muốn tuổi trẻ, bây giờ đi phải được giá. Nên bao nhiêu là vất ngã, còn chỉ nhau với xuất gia. Là một bình lượng thường vang, vì nàng thường sức. Muốn cái bụng mình nói thì phải biết cách mà tự túc. Tụi ta bước vào game, dù không phải tay cư nhất. Nhưng cái cách mà đi lên, khiến bọn họ phải mở mắt. Tìm một lối gì trốn bon chen. Nên đang nghe tới lúc con bên. Cho chân em tới khúc hôm hem. Whole gang đi lên trong đêm, cho đến khi mọi người nhìn thấy bọn anh trông quen. Mở não, mở mắt, mở mang. Nhà đây để mua sắt, bởi vì anh luôn sửa sang. Mở cái công tắc, ta đã không phải thở than. Bước qua từ thử thách và cứ như thế cái cửa anh mở toan. Từ lúc thấp cho đến tới lúc cao, khi không cái cười hu hu ha ha. Đôi khi gặp gò nên thân ta lo, không đi sơ đo, không dư mana. Người ta nói khổ chứ mà sướng sâu, cảm thấy giống như bùi bùi cha cha. Phiêu lưu thông dòng ba năm du du, hiện nói ai ố hu hu ha ha. Let's go. Hu hu. Và nhân vật sắp sửa bước ra sân khấu cũng sẽ là một người làm cho mọi thứ trở nên gần gũi hơn. Bởi vì như các bạn đã thấy là rap Việt của ba, cái chức năng lớn nhất của nó đã làm được đó là mang rap, mang âm nhạc của Việt Nam đến khắp mọi nơi và đã trở thành một cái biểu tượng về cái sự kết nối. Dù cho ai là người Việt ở bất cứ nơi đâu, bất cứ một cái lãnh thổ nào cũng đều yêu thích và nghe rap và tạo ra một cái sự kết nối rất là lớn. Cho nên ngày hôm nay nếu như mà các bạn có thể cùng nhau kết nối để trở thành những người bạn của nhau thì quá tuyệt vời. Và nhân vật ngay sau đây chắc chắn sẽ làm được điều đó, bởi vì anh ta có sức nóng rất là bền bỉ. Người ta nói vàng thiệt thì không sợ lửa. Vì vậy cho nên welcome 24K Rock. The smile of the nightclub and the tears of the crowd. Maybe we're overheated, but he's not coming down. Oh,
is hate too heavy for this ground. Gần đây, anh như cái trong tầng mây, tâm trí bay giữa bầu trời, đầu anh thì không ngừng quay, bao nhiêu ước mơ từ đầu, giờ như nằm trong tầm tay, thu hút được tất cả mọi người rồi, dù vẫn chưa đến phần hay, ôi, được thôi, ai nói rằng đây là cuộc chơi, riêng cho trọng tâm cân bằng, cầm anh thì không được rơi, nào anh thì cố thuộc lời, hết ga là anh vượt thôi, người nói rằng anh vượt trôi, người thấy anh đi ngược đời. Bước lên sân khấu hào quang ngập tràn mắt tất cả như đang tham quan bảo tàng. Anh là bảo vật hạng sang bọc vàng, phát ra âm thanh di sản hào hạng. Thoát khỏi con ngõ cả gang nhập hàng, anh cho con đường khác nó dẫn ngang đảo vàng. Sinh ra trên đời này nhân vô thập toàn, và khuyết điểm của anh là vô cùng tham. Tham như anh không tham tiền, anh tạo nên tiền thì không tạo nên anh. Tham như anh không tham danh tiếng, đôi khi anh không thích những lời họ đặt lên anh. Tham như anh đã đôi tham vọng, treo mục tiêu của anh lên tít tận mây xanh. Vươn tay chạm lên tận bầu trời, cổ tay lấp lánh những ngôi sao đổ vây quanh. Tham năm anh tham là tự do, anh muốn trốn khỏi spotlight, anh quay về với đường phố này. Hào quang đang lùng theo đằng sau, nó muốn đưa anh về trao lại lên bức tường đó này. Anh không phải vật trưng bày, anh tạo sự ảnh hưởng cho tất cả những người đi cùng. Anh không một giây nào ngừng chạy, và tất cả danh vọng đã sụp sôi và truy lùng. The smile of an angel, and the tears all around. Maybe we're always here, but you're not coming down. Ngày xưa freestyle ngoài công viên, anh đã nhận ra rap không chỉ có hai và lead, nó là để truyền tải thông điệp. Chỉ khi anh bỏ cái tâm và nâng cao cái tâm, anh mới gọi đó là công việc. Đó là thứ khiến cho anh khác biệt so với phần còn lại của nền công nghiệp. Yo, kim cương không nổi, mắt tôi phát sáng, 24K không phải cắt vàng. Hào quang bên trong luôn tự phát tán, anh là câu trả lời hoặc là xác đáng. Ở bên ngoài họ đang săn lùng, anh thì bỏ trốn. Anh trốn vào trong ba nhà của anh đang mở lớn. Anh đâu sau đám mây họ tìm anh mà đường đốt. Anh lay vào trong khu nhà anh sáng như là sông. Anh để lại lời nhắn, anh just leave me alone. Anh là một bảo vật cả gia đình là cổ đông. Nhà đầu tư tìm anh, họ nói sang muốn đổ vốn. Và nếu không tìm được họ sẽ tạo ra cờ lôn. Trong gương một bảo vật trông buồn, anh hỏi tại sao mày buồn, đây là thứ mày muốn mà. Tiếp tục ngay khi trái đất này quay, nếu mày không có chạy nó sẽ kéo mày xuống. Anh là một bảo vật duy nhất, làm họ ngất ở trên mi mắt. Bật báo động tình trạng nguy cấp, họ cảm thấy trong vắng khi anh đi mất. Trôi lênh đênh giữa trời, giấc mơ này lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời. Bốn bức tường bằng kính trong họ nhìn xuyên qua hết rồi, kéo nhau để mà đến xem như những vị khách không mời. Bao lời ngợi khen lời nhận sẽ thật thù, như giông bão cùng mây đen và sấm sét cầm cự. Ở bên trong là thằng nhéo đang có tìm cái cầm cự, lòng đầy hoài nghi ai ở lại khi anh đi đến tận cùng. Trái đất vẫn quay ngày cứ trôi, vì ai đó đã sắp đặt nó như thế rồi. Tài năng là một loại không dừng nó, chỉ cho bản thân anh sẽ nói cho tất cả những thằng nhóc từng lớn lên như anh, từng kiểu lên như anh, leo lên trên như anh, muốn là hoa vây quanh. Yeah, sống như ngày cuối cùng anh không quan tâm trước mặt đổ xanh cho anh bao nhiêu trong cái. Ok, alright, I know we are the underdog, never never stop getting to the top. Yeah yeah. But he knows, but he knows. Thank you.
trọng vỗ tay cho 24K Ride và ca sĩ Sophia. Các bạn ơi, các bạn có vẫn muốn chạy với 24K Ride được không ạ? Và 24K Ride sẽ trở lại với một bản hit quốc dân, Bao Giờ Lấy Vợ. Mình thử nhá mọi người ơi. Không cần biết mày sang ngoài đường mày làm gì. Nghệ với ca sĩ mày chìm hay. Mày vẫn phải quay về nhà khi chân mày. Đấy là lúc mày phải trả lời câu. Let's go. Ai thuộc thì hát cùng Rai nhá. Sau 27 sắp 30 mà vẫn chưa lấy vợ. Mỗi lần nghe câu đấy là anh lại thấy sơ. Vẫn chưa kiếm được cô nào cùng đến phường làm giấy tờ. Đẹp trai đào hoa mà nội bà còn lấy vợ thì bà trong tay ngay vài tỷ. Dây vàng tình bao cây chứ không tình bao chi. Để tên nó sau tầng chắt nồi nó có nhận lì xì. Mấy thằng bạn mày cùng số vợ nó đang đẻ tì tì. Mẹ anh thì sợ con ế, mẹ kiếm vợ hộ con nhé. Mẹ hay đi chợ mỗi ngày, mẹ rất kết một con bé. Da trắng mắt xinh mà trung tình chăm chỉ. Bộ nào mới được đền bù đất với gia tài trăm tỷ. Từ họ hàng làng xóm đến bà con phố xa, ai cũng như kiểu muốn được nhìn thấy ai làm bùng hoa. Ai cũng hỏi người yêu đâu sao tay không dắt về nhà. Chỉ cần rap là có chưa có lại bắt đầu một bài ca. Không cần biết về sao ngoài đường mày làm gì. Nghe với ca sĩ mày chỉ mày vẫn phải quay về nhà khi chân mày. Đấy là lúc mày phải trả lời câu. Bao giờ lấy vợ. Sao mà chưa lấy vợ. Còn chuyện gì nữa mà chưa lấy vợ. Ôi con này là con bao giờ lấy vợ. Bao giờ lấy vợ. Sao mà chưa lấy vợ. Việc của mày năm nay là lấy vợ. Ôi con này là con bao giờ lấy vợ. Này, mẹ hỏi thật tiếp. Bao giờ mày định lấy vợ đấy? Lấy vợ đấy. Nào, ai thuộc hát cùng mình nào. Xong sao nữa? Vợ anh chưa lấy nên vì vậy anh chưa lớn. Ai cũng nghĩ thế nên nó trở thành xu hướng. Anh không chỉ lấy kế hoạch để viết bài khúc ca tình. Làm gia đình cũng cần kế hoạch. Tại sao tất cả mấy ông anh đều bảo vợ sớm làm gì? Trong khi tất cả mấy ba cô ta nói như trốn thần kỳ. Thằng bạn anh ghê và cái mặt nó lầm lì. Nhưng khi nói chuyện điện thoại với vợ nó thầm thì nhiều khoản anh tài. Tài khoản anh nhiều. Như làm chồng làm bố làm nhạc đơn giản hơn nhiều. Thằng trẻ con ở bên trong bảo hay là liều một phen. Người đàn ông ở bên trong bảo sao mày hiểu được men. Rap star của cả thành phố này thì Rai vẫn làm. Cười trẻ con sóng Rai vẫn đang dẫn đoàn. Anh gọi bố bao giờ là lúc đeo nhẫn vàng. Bao giờ biết xin lỗi khi không có lỗi thì mày vẫn không cần biết về sao ngoài đường mày làm gì. Rồi. Nghệ với ca sĩ mày chỉ mãi vẫn phải quay về nhà cái chân mày. Đấy là lúc mày phải trả lời câu hỏi. Mọi người có thích bài hát vừa rồi không nhỉ? Bên này thì sao? Mọi người ơi, hôm nay còn có một vị khách mời là một nữ DJ rất xinh đẹp, rất tài năng, đã từng là DJ của mùa 1 và mùa 2 Rap Việt. Xin giới thiệu DJ Mie. Bé quá, shout out cho DJ Mie. Đây mọi người đâu ạ? Bây giờ nóng hơn được không ạ? Không biết là bây giờ Mie có thể lo cho Rai từ A đến Z được không nhỉ? Thế thì như thường lệ, trước khi mà mình vào bài hát này, chúng ta lại thử với nhau một lần nữa nhá. Cho tôi con beat, beat mà xìu ơi beat. Từ A đến... Anh là Alpha. Để anh lo hết.
từ A đến Z. Let's go. Xung quanh ta là bạn, à đây là tiếng của fan girl mỗi khi thấy anh họ. B B là bạn thân ơi, sẽ là chuyển quà trong tài khoản nhân đôi. Chân ta lúc nghèo để khi làm dân chơi nên dân ta lên đề nó là đã. E E là em đã baby, nhìn sâu đẹp view maybe crazy. Em mới lấy vợ anh nó là maybe girl cho cô có phim chơi hàng thì. H man I'm from the hood, nên anh hát sôi trong mọi giờ phút. E là im lặng là vàng, im lặng và làm đa nam từ A đến Z Z để anh lo hết hết yêu hay là ghét. I'm still the best, best từ A đến Z, Z anh là alpha best, best để anh lo hết, hết từ A đến Z, Z. K K K đây là tiếng anh cười nhẹ sang bề trầm anh mười, lơ là cho lòng biến, lung linh là lên luôn. À còn mơ là cho mama, con sẽ cố kiếm về thêm lương. Nơ không trèo được nên non thì cũng cày được nên nương. Em nói là em bảo tại sao mắt anh lại đỏ thì p. Anh nói là phở, hay nói chơi nóng anh vẫn đi ăn phở. Quy nhạc lên là quẩy, tôi thứ quẩy mấy con bóng đến cứ nảy. Rơ là ai giờ cả thành phố đều biết đây là anh Ryan 24K. Đến Z, Z để anh lo hết, hết yêu hay nào hết. Hay là get, get, I'm still the best, best từ A đến Z, Z anh là alpha best, best để anh lo hết, hết từ A đến Z, Z. Sợ, sợ sao? Không ai đoán được phải không? Tự tin đấy không phải ngông. Mẹ thích anh phải không? U là trời, anh cái chơi là u cho anh hai về lạnh lão vù vù. Double real for winning, all I do is winning. X nếu anh muốn xích mic, ý là tình yêu anh ta cho kích thích. Anh không tê tê nghĩa là anh không thích. Mà siêu ơi, mà siêu ơi, mà siêu ơi, mà siêu ơi, mà siêu đâu rồi? Beat đâu nhá? Cho tôi con beat, beat, mà siêu ơi, beat, beat từ A đến Z, Z để anh lo hết, hết yêu hay là get, get, I'm still the best, best từ A đến Z, Z hay là alpha best, best để anh lo hết. Mọi người ơi, bây giờ khi mà Rai nói A thì mọi người nói Z được không nhỉ? A A. Còn bây giờ nhá, Rai nói N thì mọi người nói Z nhá. N N N. Thank you. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
một tràng pháo tay nồng nhiệt cho các dancers đến từ vũ đoàn Bước Nhảy. Và cô gái trung tâm mà có nụ cười dễ thương đang lắc cái đầu đó tên là Lan Nhi nha quý vị. Dạ vâng, đó là biên đạo của vũ đoàn Bước Nhảy, người đã điều khiển cả một vũ đoàn tập ráo riết một tuần lễ để phục vụ cho chúng ta ngày hôm nay. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Lan Nhi và các dancers. Dễ thương. Dạ em bên này nè, quay lại sau lưng nè, em bên này nè. Dạ đây. Dạ em đây. Ok, bây giờ mình thay đổi không khí một chút xíu nha. Đố các bạn biết khách mời ngày hôm nay là ai nè. Hả? Ai biết hay vậy? Sao đố như không đố vậy? Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một tiết mục kết hợp đặc biệt. Và mình cũng không nói với các bạn biết luôn người này là ai, bởi vì người đã bước ra là các bạn biết liền. Cho nên ngay bây giờ chúng ta chỉ cần yên lặng, tập trung, hướng mắt về sân khấu và chơi. Xin mời. There you will be, vì bạn và mọi điều bạn yêu. Yo, ai đâu biết là đây so real, nhưng mà trước lúc rap là nghe so kill. Không một ai đưa đường dẫn lối khi đang gặp các cô ở trong cô liêu. Ai đang đứng trên đây cũng như là đó hoa hồng, luôn nhìn vẻ đẹp trước mắt xem gai như có mà không. Không là chẳng có gai, đừng có lo mà ngóng. Muốn có được hương sắc từ cái việc lo mà trồng. Từng con phố đèn là bóng tối mênh màu, đừng nên cô làm phiền suy nghĩ trong đầu vùng lên đi. Làm mình tỏa sáng để rồi hôm nay được chứng kiến muôn vàng. Biết nên hay không nên sâu ra hết bản thân này, cầm viết lên như đây vẽ một con đường để trong gai. Vẽ ai trồng bông hay là ai đang trồng trái, để body định kiến ta như là các chim tung bay. The move, my dancing queen. Phút giây người nhẹ nhàng ngất ngây. Let's make a move, my dancing queen. Đêm nay ta sẽ chẳng quên được. Come to me, come to me. My dancing queen. Come to me, come to me. My dancing queen. Come to me, come to me. My dancing queen. Đêm nay ta sẽ chẳng quên được. Đọc từ lời người chắc bằng người đọc rắn. Giới tính đang rap chắc là khó đọc trăng. Bên là hoa hồng bên như hoa dại ngoài nắng. Khi mình làm khó vừa mắt là họ đang viết bài văn. Muốn được thành công đi từ trong đầu. Muốn cùng phấn đấu phải biết cảm thông nhau. Khi R.I.P. ngắm sâu vào trong áo. Nghe lời phán xếp hay tam hải tao không sao. I wanna be me đang lái ở trong TV. Đó nó là deliver được bà con mới của VCKT. Rap nha cây còn tiếp free với V.R.V. Viết khoan nhưng mà thật thì đang làm xíu về nó là really sống. Mày không biết ai đang sống theo tiền. Trăm năm kiều vẫn cứ là kiều sống kêu đi. Pháp kiều hôm nay mày cũng không có thúy. Không nghe vô lý cứ việc rap kêu liền. Con phố thanh lặng mắt ngắm nhìn bóng hình em dõi theo người khi thấy nàng đến đây. Như sao trời bừng lên giữa đêm, nụ cười em đã khiến anh mộng mơ. Đèn sáng muôn màu khiến em thêm phần tự tin. Đóa hoa hồng xanh tươi biết hát. Anh ngây dại nhảy theo tiếng ca. Phút giây ta chìm đắm. Chìm đắm lại cả như ta vẫn nổi ở trên sân khấu. Cười nói ban ngày chứ tao đâu biết có bên trong đâu. Miệng ta và tay hạ cái là trong lòng lại không đấu. Đưa bao lần ấy cũng túc cho thật vỡ. Trong câu trong câu trong câu trong câu rap. Tiếng nhưng không miếng chắc chẳng ai đâu ham. Cố dìm người xuống có lẽ ai đâu dám. Vì người thắng cuộc thì không ai đâu làm. Ai khi ta đi khi đây. Cố bước lên thì là only way. Cho ai hay cho ai chưa thấy. Tức chế ra hai ba năm ly đầy. Đi đâu xa lên ca câu ca. Viết hết lời mọi phiền từ đầu ra. Ra ta ta hát tiếp lên đi la. Let's make a move. My dancing queen. Come to me, come to me.
một tràng vỗ tay đặc biệt cho Pháp Kiều và Chi Pu. Xin cảm ơn các dancers, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, hi dancing queen hả? Hello. Chào bé, hôm nay hai bạn đều rất là xinh đẹp. Bây giờ mọi người đoán xem giữa Chi Pu với Pháp Kiều ai đi catwalk đẹp hơn? Âm nhạc. Don't mind my head. Ai vote cho Pháp Kiều hả? Ai vote cho Chi Pu? Các bạn làm giám khảo gì chết tôi rồi. Ai cũng vote hết, rồi coi như bằng nhau. Một tiết mục rất là dễ thương và đặc biệt. Không biết là cái tiết mục này là ai là cái người đề nghị để kết hợp như thế này? Đây cũng là một cái sự bất ngờ luôn từ ban tổ chức. Chứ thật ra là lúc đầu em cũng không biết có chị Chi Pu hỗ trợ em cái tiết mục này. Dạ hả? Xem thiệt thà quá vậy. Chị Chi là chị nào mà chị Pu là chị nào em? Bây giờ em muốn em thích chị Chi, em thích chị Pu. Thích chị Chi Pu. À ok. À, hôm nay khi mà trở lại đây với một cái sân khấu rất là hoành tráng, đặc biệt là tại một cái concert gọi là hoành tráng nhất của Rap Việt mùa 3, thì chị Pu thấy thế nào? Thực ra Chi là một fan của Rap Việt. Mùa nào chị cũng theo dõi, mùa nào chị cũng xem cả. Và riêng mùa năm nay thì Pháp Kiều chính là một gương mặt mà bản thân Chi ngay từ những vòng đầu á, Chi chính là người đã post cái phần solo trình diễn đầu tiên của Pháp Kiều lên Instagram của Chi để khoe là trời ơi mọi người ơi, bé nào mà slay dữ vậy ta. Và không ngờ là tới concert của Rap Việt thì cuối cùng Chi cũng đã có cơ hội gặp Pháp Kiều để có thể giao lưu cũng như là hợp tác với nhau trên sân khấu này. Vậy với em thì chị Chi Pu là một người như thế nào? Em thấy chị Chi Pu trước mắt là đẹp. Cái thứ hai nữa là chị Chi Pu rất là thân thiện luôn. Lần đầu gặp mặt chị Chi Pu khi tập thì em không có một cái cảm giác là xa cách, cũng như là hai người đã biết nhau trước đó vậy, nói chuyện thì rất là thoải mái. Tố phận sắp đặt là phải gặp nhau rồi, vậy đó đúng hả? Đúng rồi, chính xác. Dễ thương quá. Rồi bây giờ biết là trong tương lai thì hai chị em có định làm thêm sản phẩm gì với nhau nữa không nhỉ? Hỏi chị á. Suy nghĩ nha. Giờ suy nghĩ nha. Thế bây giờ sau concert này mà chị muốn làm bài mới thì Kiều có rap cùng chị không? Dạ tất nhiên. Dạ ở đây có ai muốn là Pháp Kiều với Chi Pu không ạ? Ủng hộ cho một tràng vỗ tay to hơn nữa được không ạ? Cảm ơn các bạn và một lần nữa xin được cảm ơn Chi Pu đã dành thời gian để tham gia All Star Concert ngày hôm nay và một sự trở lại rất là hoành tráng. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho sự có mặt của Chi Pu. Cảm ơn Chi và chắc giữ lại Pháp Kiều một chút xíu. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn chị, em một tràng vỗ tay đi cho Chi Pu. Có em còn sức không? Dạ còn chứ, mới hát có một bài mà. Dạ quẩy tiếp nha. Dạ đúng rồi. Anh nghe nói bên em coi như là vơ đét làm 5-6 tiết mục luôn phải không? Dạ đúng rồi, thôi đừng có nói. Nói nó không có bất ngờ. Đúng rồi đó, mình khiêm tốn lại nè. Mình chân thành lại nha. Và mọi người hãy cùng đến với một tiết mục với phần trình diễn của Pháp Kiều nha. Hãy dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt nào. Lên tới trên cao không quan tâm đêm hay là ban ngày, rap luôn nghe thật lâu, rơi vài câu thì biết là đang khoái. Game này bao là free, xúc cái bút để làm điều đó ngay. Khi ta coi được đây, xem mà xung quanh sao chẳng có ai. Bật công tắc TV, IDP mà lên để cover. Cua trên còn biết cho nhiều fan ở trong đầu chơi nhớ. Tình này vào từng clip, rap lúc phát thì lại bị ngó lơ. Đến nay không ai bao khi tới rap thì chẳng ai ngờ. Yeah, nghe kia đi bên đây money hơi cao thì không thể có lý. Nhưng ở đây sorry không liên quan nên cũng không có ý. Thấy chưa biết tới đâu, dám đứng nói chưa biết tới đâu, dám đứng chưa nay đây đó. Nhưng người ta rap thì chẳng tới đâu. Sao cứ đêm một khu đặt vô là hear make up. Ai chẳng có ước mơ nên đừng làm phiền wake up. Tốt nhất đêm đam mê cùng với lời ta lên tiếng. Và tìm được rap và hôm nay ta tìm được lori ring. Yeah, lori ring. Lori ring. Lori ring. Tự tìm lori ring. Lori ring. Lori ring. Lori ring. Tìm được lori ring. Yeah.
Nếu lại theo cái khác thì đâu có thấy nàng kêu lại xinh. Trông sao thông minh rrr, không cần ngông mình rrr. Khi em lên sân khấu tất cả dư đều nghe tiếng rrr. Bắt lấy ngay từng con beat ở trong radio. Và khi cảm xúc có sẵn lên cái máy ghi âm để ta đi flow. Tưởng trong đầu là ra hầm hố như khủng long Godzilla. Nhưng bên ngoài chứa bên trong là boy beating của Onika. Biết thì đây có biết chứ không để homie lên mà viết hộ. Thấy ngồi trước đèn thay mặt ông kính biết có bàn tán mà làm cùng. Dù ai là ra tiếng vào ta vẫn cố gắng từng ngày để tiến bộ. Chứ không phải đứng một chỗ nghĩ hết cách của túng mà làm kèn. Hay thì khen thêm thì đến ai mà ghi đi ai mà biết. Thấy nhạc hay chắc lo nhiều viết không sao thấy cưng người co và miết. Không làm sai không làm trái thấy lên order mai là khoái. Order mai order mai yeah. Muốn thay tiền phải hít tài dốc hết sức ở trong chiến lợi này. Khi thấy gần ta biết mình đi tiếp với rap. Nếu không có được cũng như đi đêm đi thêm tìm cho mình tiếng nói có giá trị cho mình tiến tới. Rap trong lòng đâu cần tiếng gọi lý trí hay là con chim. Sao cứ đêm một khu đặc vô là here make up. Ai chẳng có ước mơ nên đừng làm phiền wake up. Tốt nhất đêm đam mê cùng với lại ta lên tiếng. Và tìm được rap và hôm nay ta tìm được lori ring. Yeah lori ring. Lori ring. Lori ring. Tự tìm lori ring. Lori ring. Lori ring. Lori ring. Tìm được lori ring. Đời nghe thật hay bên em hãy rom bom bom. Bọn lên beat ta feel thuê nhịp đom 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 đom. Mát volume lên đi cưng gọi feel nè rat da da. Dùng lại mà chiến như Nick Mana. Ratatatata. Ra ratata. Ra ratata. Ra ratata. Na na ra ratata. Ra ratata. Ra ratata. Ra ratata. Na na ra ratata. Yeah lori ring. Lori ring. Lori ring. Tự tìm lori ring. Lori ring. Lori ring. Lori ring. Tìm được lori ring. Lori ring, lori ring, lori ring, tự tìm lori ring, lori ring, lori ring, lori ring, tìm được lori ring. Xe băng tay đêm nằm ngon à, xem hai bên là mười. Bên đây đưa bờ môi bên kia đeo trao đi hết con tim. Cầm lại ta ai buông ta ai mà đang muốn bắt cả hai tay. Không quan tâm điều sai trái thề đằng sau đây không còn ai Đưa cái tay trái hay là buông cái tay phải. Ai khóc ai ghen ai hờn rồi ai cãi. Có chăng người quên đi là cái đèn còn trái. Nhưng mà chăng lưu đớn 30 ở nay mai. Lý trí nó bỏ sao con tim lại không nghe. Đứng xem một người cạnh một người lại không khe. Trước mặt là thấy vẫn còn cười nói như nói ban ngày mà khóc ở trong đêm. Bắt ta bên đây bắt ta bên kia thêm nhìn xem cái nào ngon. Đưa nó lên phía trên mà khoe đi nào chắc để không hề chấp. Ta là xin đi thiệt xa nhớ đừng quay lại đây một giây. Let it go điển là trong đầy biến ngay trong đầy màu. Quê nhớ về nơi trắng tay luôn mà chưa bắt đầu. Bắt cả hai tay bắt xa là đai mai. Say bye. Lòng tin không nói em đây đâu như nào. Nắng em đến khi nắng mặt tuần trào. Người đời dài mỗi nên lâu nay sao. Nhưng xem vết thương khi khắp trong đây thì đau. Buồn nhưng không nói nói chuyện cho nhiều. Thì cứ nói đi nói đau với điều. Ngoài đây lòng sang phía trong đằng chiều. Lòng sao lúc nào mỗi nơi đau cũng tình yêu. Say bye 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 bye. Bye 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 bye. Đừng bắt cả hai tay hai tay. Đừng bắt cả hai tay hai tay. Yêu ta yêu người yêu lười để cùng yêu xa. Ban đầu vẫn như yêu hoa lúc nghe điều toa là khi yêu bà là cứ nghĩ nếu ở xa không biết tới mai thì là phí. Nếu biết yêu rồi hai ba người cùng lúc thì là khi gặp nhau thấy không may và cho ra quay sang mà đi. Không tới tay vẫn bé hơi mới hay vì chính nó là vì tin nhắn không ai có được mỗi đêm. Trong hôm nay nhưng mai nghe tiếng mời đến. Chờ đợi đến từng ngày là một mối thêm. Mất bên đây bên kia vẫn còn mối mềm. Không màng đến khi đôi mắt ước mi và lời nói có đôi khó để mà nhìn cách bước đi. Trước khi cả ba phát hiện ra mọi thứ là đỉnh điểm sẽ cho còn một ai là trách móc khi nói một hai là đi điểm tay ba coi như là phí. Đêm là coi như là biết chỗ nào có chị em như là vàng. Ở đây cứ trách móc ngoài thang thầu đi mới là đáng. Nhắm mắt lại bên đây chạy xét có đôi trong tối đó là trời vàng. Bắt ta bên đây bắt ta bên kia thêm nhìn xem cái nào ngon. Đưa nó lên phía trời mà khoe đi nào chắc để không hề chấp. Ta là xin đi thiệt xa nhớ đừng quay lại đây một giây. Lẽ đi câu điển là trong đầy biến là trong đầy màu. Quê nhớ về nơi trắng tay luôn mà chưa bắt đầu. Bắt cả hai tay bắt xa là nay mai. Say bye. Lòng tin không nói về đâu như nào. Lặng im đến khi nước mắt tuôn trào. Người đời dài mỗi nhưng lâu nay sao. Nhưng xem vết thương khi khác trong đây thì đau. Buồn nhưng không nói nói chuyện cho nhiều. Thì cứ nói đi nói đau với điều. Ngoài đây luôn sáng thế trong đằng chiều. Làm sao lướt bao bao nơi đau cũng tình yêu. Bye đi cho mắt không gai. Bye đi đừng nhìn lại ai.
em bắt hai con. Bắt một thôi để bắt ca thứ hai. Lặng tin không nói biết đâu như nào. Lặng im đến khi nước mắt tuôn trào. Người đã rời mỗi ngân lâu hay sao. Nhìn xem vết thương khi khắp trong đêm thì đau. Buồn nhưng không nói, nói chỉ cho nhiều. Thì cứ nói đi, nói đã gọi đều. Ngoài đây luôn sáng, phía trong đang chiều. Làm sao lúc vào ngoài nói đau không tình yêu. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Pháp Kiều và ca sĩ Dương Hoàng Yến. Thank you, dancers. Cảm ơn tất cả mọi người. Và tiếp theo xin mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với một tiết mục rất đặc biệt với sự kết hợp của ba chàng trai cá tính. Thưa quý vị, Richie, Stranex và SMO. Vì bạn và mọi điều bạn yêu. 16 tháng 12 này, hãy sẵn sàng trải nghiệm âm nhạc thượng hạng với siêu nhạc hội được mong đợi nhất năm. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Không gian lộng lẫy, sân khấu hoành tráng. Tinh hoa hội tụ. Nghệ sĩ đỉnh đẳng cấp. Đốt cháy sân khấu. Chạm thẳng vào tim. Một đêm duy nhất. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Còn chờ gì nữa mà không truy cập vào V-Shop từ ngày 3 tháng 11 để trở thành người đầu tiên sở hữu vé sớm nhất. Yo, everybody make some noise. Are you ready? Yeah. Thích là tới chứ không né né né. Anh em thấy sao cool đưa đây nè nè nè. Drama thì free còn phải nè nè nè. Mấy cái tụi mà ba ha có ta nè nè nè. Thích là tôi chứ không nè nè nè. Anh em thấy sao cool đưa đây nè nè nè. Drama thì free còn phải nè nè nè. Mấy cái người mà ba ha có ta nè nè. Nè 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 nè. Ê, đưa cái người qua trái rồi đưa cái người qua phải. Nghe cái từ đang nhảy nhưng thật ra là chỉ muốn thoải mái nhưng mà người là khoái. Thì cái chuyện để nói và tạo drama. Đến với nhau thì mình trao đi tốt đẹp. Còn mà không tới đâu thì ok mình chốt dẹp. Đời bao lâu mắc chi tiêu với bullshit. Tụi nó nắm ở mình điên tự nhiên vậy thì cho mệt. Uống champagne ngược lên chỉ cơ đồ. Nếu tính là mà thấy đen là do mày mơ hồ. Trap girl say do you want the cơ đồ. Bằng cái chế độ né lên ta say no no. Thích là tới chứ không né né né. Anh em thấy sao cool đừng để né né né. Drama thì free cũng phải né né né. Mấy cái người mà ba ha có ta né né né. Thích là tôi chứ cũng né né né. Anh em thấy sao cool đừng để né né né. Drama thì free cũng phải né né né. Mấy cái người mà ba ha có ta né né né. So né 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 né. So né 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 né. Okay, stand up ha. Calling up my name là cái cách nào ho la. Oh way, pull up in the club. Come on and lift my hands up. Alright. Hey, baby, baby, baby. Nhìn thẳng vào đôi mắt anh nè. Anh là người biết đủ nên công tác chạy chán chê. Đừng có nói anh tại khi mà em biết tới Andre. Anh là tờ giấy trắng mấy em thì nhau trắng. Và để anh chơi lên tâm mật thì anh buồn để anh khoe còn muốn làm mẹ anh. Đừng chán họ không thích lắm vì anh hit from nowhere. Anh là người chơi mà hãy bước ra nó say chê. Everybody talk like cái tư anh hay nghe. Sao là tìm mình đến anh còn công tác như quay xe. Thì ba của ổng là anh hai bá tao.
nè mấy con sói buông cuộc gặp thì trong đây okay. Nè mấy tụi nó cho sao mong chứ không thấy right. Nè luôn mấy đứa thích thể hiện là ta đây. Yêu 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 làm yêu thì nói đừng có mà nhây nhây. Everybody make some noise. Where you at? Where you at? Click click. Ula chơi. Ula ula chơi. Bây giờ họ gọi anh là đứa trẻ gian lạc. Đã 19 tuổi anh lựa chọn con đường mà trông có vẻ gian nan. Đâu nhìn lại quá khứ để anh kể làm ăn về một kẻ lang thang. Số ghét anh thì nói là bài kiểu trường mà em có thể tập quan. Hold up, anh vượt qua nó rồi nên bây giờ anh cũng chỉ cần show lớp. Có quá nhiều sẽ pha, yeah. Ừ anh đâu chấp. Lên đến theo nhịp beat mà fan của anh nhảy theo vậy đau gấp. Vui cứ như là sông đó. Ơ kìa em, gì ơi, nhắc anh vang tùy nơi, đừng đem, đi soi, hòng lại khan. Vì tôi muốn được fan, gì hơn thì cần phải gan. Đi thôi bởi vì các anh thì nó quá thoải mái nên nó cứ tưởng anh đã đi chơi. Anh chỉ cần ngại nhìn lên trước anh nhanh nghiêm túc là quá nó ố dê. Muốn làm công tác viên của ông tần ta chứ không phải nô lệ. Thành công của một người bạn gái đến tết năm sau là anh phải dâng lời. Đánh tặng em tôi tự chú mỗi khi em gặp tên vàng một phút đầy. Ula chơi, ula ula chơi, ula chơi, ula ula chơi. Trên cao trông quen quen đây là deja vu. Rót thêm vào tai anh thằng đêm đêm như là thu nào. Dẫu sao cuộc chơi kia luôn là mãi rơi vì anh chơi là u. Mommy gần từ đuôi anh, anh phải mang ơi đây là u là chờ. Anh khuyên em đừng nên vòng vo. Tên của anh đang cần được đọc to. Nhà anh vẫn điện sẽ là do vô tăng. Nhanh ngắn cánh cách mà không cần lo. Giờ đến nay tao luôn rằng co. But I know you need some more. Còn người ta tranh nhau là do dòng đời này xiết nhưng mà vòng bo. Đâu thêm quan tâm những gì ta trải qua là gian xuân là mình nặng như là tăng cân vì cuộc đời lại như là bài. Nhưng anh đã vượt qua lời than tâm vì anh biết anh như là nam châm thu hút tất cả điểm lành ra sân để chiến đấu cùng anh làm ăn. Anh chỉ cần nhẹ nhìn lên trước thanh niên nghiêm túc là quá đổ dê. Muốn làm công tác viên của ông dân ta chỉ không phải nỗ lực. Thành công của một người bạn gái đến tết năm sau là anh. Dành tặng em câu từ chú mỗi khi em gặp tập bản vấn đề. Everybody mess up, no. Quý vị và các bạn đang thưởng thức bộ sưu tập của nhà thiết kế Ivan Trần với tên gọi OK Not OK và các người mẫu xinh đẹp. Make some noise. Yes sir. Các bạn ơi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một nhân vật quen thuộc. Anh ta là Milo Dick. Anh đưa em về quê, đưa em ra đồng to đàn cỏ trắng bay, chiếc lá lá có coi hồng. Ngâm thân mình giữa sông, bất cần cá bao vô lòng. Xa thành thì phố đông, tay không tay có tấp tầm vông. Em có lấy anh làm chồng. Anh không đi lên từ dưới đáy, anh vẫn lên từ hạt gạo. Anh muốn cho thế giới thấy, đây là thanh âm da vàng. Lãng khách tự do ngồi đàn hát cho qua ngày. Và tiếng sao đồng quê tựa như giấc mơ thiên đàng. Lặng im ngồi lắng nghe đàn ca dưới gốc tre khi mà nắng về.
tỏ te tỏ tí tê mẹ yêu cầm cái que như ngày còn non người khóc nhẹ bà mua cho cái xe nó thì sáng nghe đạp ra đồ ngon làm cốc trẻ trong làng có mấy thằng cu u chơi trò với mấy đồng xu u có thằng nó lỡ nghịch ngu đánh căng bay vào đầu bác đam mê từ nhỏ là cầm súng súng ở đây là súng pháp tuổi thơ của anh gắn liền với đồng lúa xanh tươi 12 giờ trưa đi cào thóc bà sẽ tổ ong đi mua kem ăn nghe kèm cao su ốc thăm trúng thưởng lớp 7 đã là dân chơi sung sướng vì các cô bạn học đi về cùng đường M-A-K-L-D-I-C bản thân ta mới biết là ta cần gì vẫn luôn có gia đình anh em hậu phương ai cũng có cho mình hai từ quê hương cho con được nghe lại tiếng sáo rìa cho con nhớ lại giấc mộng giữa trưa cùng anh em con tha hồ tắm mưa anh đưa em về quê đưa em ra động có đàn cỏ trắng bay chiếc non lá có quai hồng ngâm thân mình giữa sông bắt con cá bó vô lồng xa thành thị phố đông tay không tay có tấp tầm vông em có lấy anh làm chồng chú hoạt sốc mọi người ạ cho mà hỏi là mọi người yêu Việt Nam không ạ cho em khúc ca vàng đâu viết khúc ca vàng ra thịt xương máu dành cho Việt Nam tiếng bước quân ca không ngừng tranh đấu dành cho Việt Nam nắng gió tràn hòa mong bình an tới dành cho Việt Nam lá trúc lá đa mang màu văn hóa người con Việt Nam sương máu dành cho Việt Nam tiếng bước quân ca không ngừng tranh đấu dành cho Việt Nam nắng gió tràn hòa mong bình an tới dành cho Việt Nam lá trúc lá đa mang màu văn hóa người con Việt Nam quê anh có núi đồi sương mù ngàn hoa ở đôi mắt sáng ngời của người Việt ta ba lô trên vai mang đi theo là niềm tự hào lao qua trong gai trai yêu quê hương và lòng vì Việt Nam thương cô em tóc đen áo dài thương em mấy núi cung treo nụ cười em đẹp như ngày giải phóng đầu anh là cối sao vàng như bạn của anh trên đường hành quân đây có vẻ là mỗi chiêm bao là một người lính vượt nắng thắng mưa anh có phải vì sao trên cao lính yêu hòa bình lòng thành khó mua lính quen với thao trường thanh thang không có điện thoại quay ngang nắng vàng bọc trên da còn ra ngoài là nhạc đập bên ta nhạc em vượt thật vừa bay vì hăng say cày cuốc cả đêm ngày anh cũng từng chẳng đôi bàn tay cứ qua hôm nay rồi nói về sau này sau này đồng tiền sẽ không làm ta phải cau mày sau này người Việt mình bay mà không cần cánh ấy. Gió phương Lào thổi nhẹ qua núi xa cánh đào nhớ quê nhà người ta luôn thiết tha quay về vì một mai đẹp tươi mà con phải vươn đôi cánh ra ngoài mẹ ơi mẹ xin đừng lo vì con trai luôn chín chắn đa tài con không cần mơ giàu to con mong tình yêu cho thế gian này đi phát thanh âm Việt Nam mà cho tân con bù ngó vai gầy hào quang Việt Nam hào quang Việt Nam viết khúc ca vàng ra thì xương máu dành cho Việt Nam tiến bước không ngừng tranh đấu dành cho Việt Nam nắng gió tràn hòa mong bình an tới dành cho Việt Nam lá trúc lá đa mang màu văn hóa người con Việt Nam cảm ơn mọi người
Một tràng pháo tay nữa cho Melodic thưa các bạn. Chào anh Thành. Chào em. Sau cuộc thi cuộc sống em thay đổi nhiều không? Dạ, em bận rộn hơn và công việc nhiều hơn. Công việc nhiều hơn. Và em được yêu quý nhiều hơn mọi người ơi. Rồi trong tương lai thì Melodic vẫn sẽ ra nhạc chứ đúng không? Dạ, em vẫn sẽ đốt cả cuộc đời cho âm nhạc ạ. Ok, đang chờ đợi những tác phẩm mới của Melodic dạ, nha. Thank you anh. Một tràng pháo tay nữa cho anh chàng rất là dễ thương và đầy nghệ sĩ tính thưa quý vị Melodic. Thank you mọi người nha. Cảm ơn em. Mười sáu tháng 12 này hãy sẵn sàng trải nghiệm âm nhạc thượng hạng với siêu nhạc hội được mong đợi nhất năm. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Không gian lộng lẫy, sân khấu hoành tráng. Tinh hoa hội tụ. Nghệ sĩ đỉnh đẳng cấp. Đốt cháy sân khấu. Chạm thẳng vào tim. Một đêm duy nhất. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Còn chờ gì nữa mà không truy cập vào V-Shop từ ngày 3 tháng 11 để trở thành người đầu tiên sở hữu vé sớm nhất. Các bạn ơi, từ đầu chương trình giờ mình gặp rất là nhiều ngôi sao rồi. Còn ai các bạn muốn gặp nữa nhỉ? Nãy giờ đúng là có một cái người mà mình cần gặp nhất đúng không? Bây giờ mình nói một chút về cái nhân vật này nhá. Như các bạn đã thấy là rap Việt của 3 năm nay, cái điều mà chúng tôi tự hào nhất khi đã làm được đó là mình làm ra một cái sản phẩm từ tay của người Việt. Chương trình của chúng ta không những chỉ ảnh hưởng tại các thành phố lớn mà còn đến rất là nhiều những nơi vùng sâu, vùng xa. Thậm chí là khán giả ở hải ngoại cũng yêu mến rất là nhiều. Không chỉ là khán giả là người Việt mà là khán giả nước ngoài cũng theo dõi rap Việt. Như vậy chúng ta đã làm nên một cuộc cách mạng về văn hóa, làm cho mọi người yêu âm nhạc của Việt Nam nhiều hơn. Và mọi người đã thấy là hip hop đã bắt đầu đi vào bản làng, được mọi người biết đến và yêu thương. Không biết là các bạn cảm thấy là năm nay các bạn có yêu thương và cảm thấy quán quân của chương trình là xứng đáng không? Mình phải nói đây là một chàng trai Zero to Hero. Từ một anh chàng rất là ngây thơ, không biết gì, chỉ yêu âm nhạc, sau một cuộc thi trở thành một người hùng và được rất là nhiều người yêu thương. Và cách anh ta trình diễn cũng giống như cách anh ta sống, cách anh ta quan sát được cuộc sống. Đó là quán quân của chúng tôi. Một minh chứng cho cái việc là có cố gắng chắc chắn sẽ thành công, dù bạn xuất phát ở đâu. Và ngày hôm nay hy vọng là 15.000 khán giả giúp chúng tôi một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho một nhân vật cực kỳ xứng đáng với danh hiệu là quán quân của rap Việt mùa 3, Double Two C. Em phải làm giàu trong ngày hội xuân cô gái hơ mông. Bên bếp lửa chàng trai mường ngồi dưới gốc cây, thắp lửa lên chút phây khẩn tôi say. Và vẫn ngày sau anh dắt em về nhà ngay để thương chuyện cha mẹ nàng. Hút gơ ưa nhẹ nhàng, cả hai nhà đồng ý cho ta thân nàng để đưa về bảng thì bắt tạp khao cả làng. Thắp lửa lên ê ê nàng nà, thắp lửa lên ê ê u ôi, thắp lửa lên ê ê nàng nà, thắp lửa lên.
ta có tiền kéo vợ bắt vợ. Nếu mà ta thích thì ta bắt liền trong vai kẻ phản diện rất khu. Mấy kẻ như A Phủ mất khu, bố anh giàu nhất bản chấp chơi không bao giờ có chuyện thất thù. Và ta lấy mi về nhà để mà bắt nợ, mà kệ truyền thống đẹp của tục bắt vợ to nhất vùng này, nên ta không thể sợ được tình duyên của ta không bao giờ là chắc chờ. Đó là chuyện dài là kể từ xưa, anh đưa em về phải theo luật pháp xuống chợ tình. Yeah, xin chào tất cả mọi người. Và mình là Double Chu Thi, người miền núi chất. Nọng ơi, tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là cũng định solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà. Và sau đây sẽ là A Lôi, một tràng pháo tay được không ạ? Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng thích solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em dính cả tính cả môi. Nhà em còn mấy quả đồ ươi thì anh cũng tính cả rồi. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng thích solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em dính cả tính cả môi. Nhà em có tới mấy quả đồ ươi thì anh cũng tính cả rồi. Gặp em một thùng lũng ném qua cỏ lên không trung. Anh bất đi tìm cảm hứng trong dưới này hiện mông lung. Anh cầm trên tay cây nỏ ngắm vắt tâm nhưng không trúng. Nhưng mà lỡ bị em gây thương nhớ nên bắn vào tim mà không sung. Trai bản em chơi đàn tính còn anh thì gầy guitar. Anh thì không biết mua khen nhưng mà giỏi quẩy vina. Yêu em với núi cũng chẳng mặc dù không giỏi đi xa. Anh lại còn giỏi gặp thi ca bên homestay bản thành villa. Tầm lâu anh không phải thú dưỡng không cần mổ bụng thì mới được xem. Mấy anh thanh niên trong bản phải biết uống rượu mới tán được em. Nhà sàn của em sắt bậc nhưng đang đồng ý mới có được lên. Anh thì số vốn đen đuổi không biết lần này liệu có được hên. Ừ thì nó ơi alo. Hai chúng mình thì cùng đẹp nét đẹp cả đôi. Hội trai bản để anh dẹp hết trong cả hội. Trong cây kín các quả đôi xong dắt em đi về nhà thôi. Trong câu rap cho em tính cả thính cả môi. Nhà em có mấy quả đối ngược thì anh cũng tính cả rồi. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là cũng thích solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà anh gửi vào trong câu rap cho em tính cả thính cả môi. Nhà em có tới mấy quả đối ngược thì anh cũng tính cả rồi. Sound out for Massive on the beat. 1, 2, 3 yeah, no talk time. Đây là người miền núi phía Bắc Việt Nam. Hiên ngang, không thích luôn cúi. Flexing, theo kiểu miền núi. Ta chơi nhạc trap hip hop trên bản làng. Bản này là bản chất, biến từ đất thành bản vàng. Từ những ngày khó khăn, các dân tộc còn tàn mạn. Đến ngày chung tay cùng làm kinh tế, tiền chất đống như tải hạn. Are you ready? Chất.
đường chuyển như gà trọi. Ở đây hay nói là à lôi, mọi người thường nói là à lôi. Tôi đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nói à lôi nhá. 1, 2, 3. Không biết là bài hát tiếp theo mọi người muốn nghe bài gì ạ? Người miền núi chất lên sân khấu, tay cầm mai từ nơi cùng trời cuối đất cho họ biết đây là ai. Yeah, và sau đây sẽ là người miền núi chất, một tràng pháo tay được không ạ? Chào đời ngay cái lúc chỉ một màu tối đen, không điện, không bác sĩ, không có bệnh viện, mọi thứ dường như rối ren. Bố nó chạy theo lối quen tìm bà đỡ rồi tối đêm. Cù nơi con đã có em, gấu con quét đất. Tuổi thơ là những chiếc đèn dầu cháy hết bức, những trưa hè nóng, những ngày rét nhất. Lớp học sợ mưa với những bức tường chắn đất. Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. Phải có niềm tin và nên tin, quý trọng những thứ mình đang có. Đây là đời thực chứ không phải là trên phim. Theo đuổi giấc mơ chăm chỉ vì thành công sẽ không tự đến tìm. Tay phải trên trán, tay trái đặt lên tim, vì có công mài sắt có ngày nên kim. Người miền núi lên sân khấu, tay cầm mai từ nơi cùng trời cuối đất cho họ biết đây là ai. Đây là rap hip hop từ trên bản làng. Có công ngoài sắt anh sống ở trên bản, rap trên bản, có mấy thằng bạn hip hop trên bản làm anh gây nạn. Sống đơn giản, quan điểm sống là bất thù thêm bạn. Người miền núi chất chơi sản lạc, có lúc tất bật cả tối cả sáng, lúc chơi cả tháng. Thầu thầu anh thả dáng, giờ thì đến lượt nhìn anh tỏa sáng. Nôm to âm, đây là người miền núi đi thi trong Nam, đưa bản sắc vào trong câu rap với niềm tự hào anh đang mang. Yeah, flexing flexing flexing, sỏ dép cao su anh nhảy breaking trên con beat. Tìm anh cooking, anh biết nói mời em về đội của anh, ok em check in. Về bản làng, toàn là nhà gỗ, nhà đất, nhà sàn, nhiều đặc sản, không còn nhà hàng. Đất dầu thành thang, nhân dân tất đất đều là vàng. Chơi nhảy lửa, nhảy xa phương hay đi ba, tiếng đàn tình quần hơn gầy guitar. Nghe hát gọi, hát then, hát rap, ở trong hậu sàn thích hơn cả villa. Đây là người miền núi chất. Anh sống ở trên bàn, rap trên bàn, có mấy thằng bạn hip hop trên bàn làm anh quên nản. Sống đơn giản, quan điểm sống là bất thù thêm bạn. Người miền núi chất chơi xả láng, có lúc tất bật cả tối cả sáng, lúc chơi cả tháng. Ho ho anh tỏa sáng, giờ thì đến lượt nhìn anh tỏa sáng. Rơi đồng bằng làm vì đây là người vùng cao, anh em chung một nhà kinh tây nục dao, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, bắt tay chung sức và làm cùng nhau. Vì người miền núi có đời sống thiếu thốn, nhớ chẳng một điều là không bao giờ sống hèn. Cúi mắt gom lưng trên nương trồng trọt, luôn ngẩng cao đầu vì không sống tên. Khiêm tốn khiêm nhường, bước đến nơi đây như là thiên đường. Bảo vệ biên cương, một lòng yêu quê hương. Đây là người miền núi. Tinh hoa đưa vào trong từng bản rap, bây giờ đến tay ta cứ vứt âm nhạc từ nơi thủ trực của đất phát trên đáp viên để cho tới người miền núi chất. Đây là hip hop từ trên bản làng, anh biến từ đất trở thành bản vàng, thành quả chất đầy trong những tải hàng. Từ ngày khó khăn vẫn còn tản mát, có công mài sắt có ngày nên kim, có một tình yêu đang ở bên tim. Trong chiến thực hiện với giấc mơ thành hiện thực thêm động lực, bởi vì có công mài sắt có ngày nên kim. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho tiết mục người miền núi chất và Double Duty. Xin cảm ơn các nghệ sĩ siết và các dancer. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiết mục nặng ký cho nên là ai cũng phải đeo nặng một chút ha.
Và đây là Double Two T. Đây chào anh thầy. Chào em. Ok. Sau khi mình trở thành góp quân thì mình về bản làng mọi người chào đón mình như thế nào? Vừa rồi thì em có về nhà và bắt gặp khao cả làng. Thì em không nghĩ là mọi người chào đón em nồng nhiệt như vậy. Mọi người bây giờ ở làng đều nghe rap và đều biết Double Two T rồi. À, dạ. Rồi bố mẹ có nói gì em không? Thì em thấy bố mẹ rất là vui và bố mẹ bảo em giữ gìn sức khỏe đó. À vậy thôi đấy hả? Dạ. Các bạn thấy đây là một minh chứng cho cái việc là nếu như các bạn có cố gắng thì các bạn có thể nghĩ được cái ước mơ của mình sẽ có một ngày nào đó nó sẽ thành công. Bởi vì Double Two T cũng là một cái người đại diện cho một cái lớp giới trẻ là dám nghĩ dám làm. Quan trọng là mình làm và mình làm ra được một cái điều gì đó nó có ý nghĩa và nó nổi bật để mọi người có thể biết đến bản thân của mình. Và anh nghe nói là hình như là em dạo này là thí sinh mà đi show nhiều nhất sau chương trình đúng không? Show của em là kín tháng này rồi ạ. Kín hết luôn hả? Dạ vâng ạ. Em có thời gian ra nhạc mới không? Em vừa mới cho ra một bài có tên là Trái Điếp Nọ, không biết mọi người đã nghe chưa ạ? Nói chung là trong thời gian tới thì hy vọng là như ba mẹ nói nha, em phải giữ gìn sức khỏe bởi vì em thấy em rất là gầy ha. Chạy show thì cũng giữ gìn sức khỏe nha. Và mọi người hãy luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho Double Two T nha. Và đây là quán quân của Rap Việt mùa 3 Double Two T. Cảm ơn người miền núi chắc. Cảm ơn em. Ok, một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Kim Cương Ngân hàng UOB vì bạn và mọi điều bạn yêu đã mang đến những điều kiện tốt nhất cho chúng ta. Rồi, còn sức không? Tới giờ này là còn sức không, hỏi thiệt nè. Quay tiếp nha.